xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử vtc news chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị sau đây là nội dung chi tiết quy trình xin rút giấy phép vaccine covid 19 tại các khu vực quốc gia còn lại trên toàn thế giới của hãng dược astrazeneca đang diễn ra tại việt nam trong thời gian đoạn đầu xảy ra dịch COVID-19, Việt Nam đã đặt mua của AstraZeneca 30 triệu liều vaccine. Sau đó, Việt Nam cũng tiếp nhận một lượng vaccine AstraZeneca qua các chương trình, tổ chức tài trợ. Số vaccine này đã góp phần vào thành công trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 nhằm kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam. Việt Nam không còn sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca để tiêm chủng từ tháng 7 năm 2023. Từ tháng 7 năm 2023, số vaccine COVID-19 do hãng này sản xuất không còn hạn sử dụng, theo quy định an toàn tiêm chủng vaccine đã không còn được sử dụng để tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi vaccine cấp phép lưu hành hết hạn, vaccine này không nhập vào Việt Nam. Lần gần đây nhất, vaccine AstraZeneca được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân phối cho các địa phương là vào tháng 2 năm 2023 với 800.000 liều, hạn sử dụng đến tháng 7 năm 2023, hiện còn tồn khoảng 300.000 liều, chưa bao gồm 204.400 liều dự trữ tuyến quốc gia.